Mến chào quý vị và các bạn khán giả đang theo dõi chương trình du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, Đà Lạt là một trong những điểm đến thu hút sự lựa chọn của rất nhiều du khách trong và ngoài nước, đặc biệt với nhiều loại hình du lịch, trong đó nổi bật là du lịch canh nông. Trong chương trình hôm nay, Hải Yến giới thiệu đến quý vị và các bạn một số địa điểm hiện đang thu hút du khách. Tiểu mục Hương vị cao nguyên tuần này sẽ giới thiệu về một loại trái cây ngọt ngào từ phố núi cao nguyên, không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng cao mà còn là điểm nhấn khó quên trong lòng du khách. Quý vị và các bạn thân mến, du lịch Đà Lạt vào những ngày lễ lớn hoặc vào các dịp đặc biệt luôn là một trải nghiệm khó quên trong lòng du khách. Ngày hôm nay, Hải Yến xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cùng ghé thăm Đà Lạt mùa lễ Phật Đản 2019 với tràn ngập sắc hoa, ánh đèn và không gian thơ mộng của phố núi Cao Nguyên. Cứ vào dịp lễ Phật Đản mỗi năm, khi mà bãi đài sen khổng lồ, mỗi bông cao 3,7m với đường kính 7,5m được hạ thủy xuống hồ Xuân Hương, là khi đó người dân và du khách biết rằng một mùa Phật Đản nữa lại về. Bãi đóa hoa sen chính là hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bước 7 bước đầu tiên khi được sinh ra. Với ý nghĩa thiêng liêng cổ vũ con người vượt qua khó khăn để đạt được thành tựu và sống tốt đời đẹp đạo. Hòa trong không khí mát mẻ những ngày đầu hè, trong khuôn viên nhà nổi Thủy Tạ bên bờ hồ Xuân Hương, ban tổ chức đại lễ Phật Đản cũng đã tạo dựng 3 tiểu cảnh đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn dựa theo ý nghĩa Vơ Sát, để Phật tử, du khách đến chiêm bái, đảnh lễ. Ôi, hôm nay mình tới đây mình thấy là rất vui và thấy trong lòng nó hân hoan lắm. Rất, nếu mà trước ngày Phật Đản như vậy là mình thích lắm. Mình mong du khách tới đây có một cái trải nghiệm hân hoan, hạnh phúc để họ tới đây thường xuyên hơn. Tuần lễ Phật Đản tại Lâm Đồng năm 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 8 tháng 4 âm lịch đến ngày 15 tháng 4 âm lịch. Toàn tỉnh sẽ có 70 chiếc xe hoa diễu hành quanh các đường phố chính vào các ngày 13, 14, 15 âm lịch. Đặc biệt tại Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt sẽ có 3 thuyền hoa, 7 đóa hoa sen được thắp sáng từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch. Tại các tự viện, các tự gia, doanh nghiệp Phật tử và trên khắp các đường phố trong toàn tỉnh, tất cả đã sẵn sàng treo đèn, kết hoa, chăn cờ, lập lễ đài, kính mừng Đức Phật đản sinh. Cô lên lần này là chúng đợt Phật đản đó, cô thấy rất là đẹp. Mà làm mấy bông sen này rất là xinh. Lấy cô lại đằng kia, cô nói đứa cháu cô, ủa tại sao mà hôm nay nhìn đẹp tuyệt vời thế này? Nó nói đây ngày Phật đản đó. Thấy cô nó đẹp nhờ, mấy bông sen này buổi tối sắc tuyệt lắm đây. Cho dù trời Đà Lạt thời điểm này đôi lúc có những cơn mưa chiều thất thường, nhưng không khí ngày hội thì mỗi lúc một khẩn trương, sôi động và náo nức hẳn lên. Người dân ai nấy đều hân hoan, phấn khởi. Còn du khách lại có thêm một kỷ niệm đẹp khi lựa chọn Đà Lạt là điểm đến lý tưởng cho chuyến hành trình khám phá của mình. Gia đình anh là thích Đà Lạt, cho nên là cứ rảnh là anh sắp xếp anh chở gia đình anh lên chơi Đà Lạt. Thì đặc biệt là đợt này thì là trúng cái dịp Phật Đản nữa, thì cho nên là anh cảm thấy là rất là hay. Thì bữa hôm thứ bảy anh lên thì anh thấy là có một cái event, một cái sự kiện là ở tại cái chỗ hồ Xuân Hương, thì anh cũng rất là náo nức. Hòa cùng với không khí đại lễ Vơ Sát Liên Hợp Quốc năm 2019 sẽ được diễn ra tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, với chủ đề cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Thành phố Đà Lạt mùa lễ Phật Đản năm nay hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn, mang đậm tinh thần hòa bình, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa đến bạn bè và du khách gần xa. Quý vị
vị và các bạn thân mến, bên cạnh những sản phẩm du lịch đặc thù như tham quan, nghỉ dưỡng, sinh thái, việc phát triển khai thác tiềm năng lợi thế của du lịch canh nông là hướng đi mới mà tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt đang tập trung hướng tới. Với mong muốn đưa đến tay người tiêu dùng sản phẩm nông sản sạch, an toàn với giá bán rẻ, ông chủ trẻ Phan Tuấn Linh ở phường 11 thành phố Đà Lạt đã đầu tư hệ thống nhà kính sản xuất và khu dịch vụ với diện tích gần 1 hectare để trồng các loại nông sản công nghệ cao mang thương hiệu của Đà Lạt. Được mở cửa tham quan miễn phí với thương hiệu du lịch canh nông Đà Lạt Nature. Mỗi ngày, khu vườn đón từ 500 đến 700 lượt khách. Thậm chí những ngày cuối tuần hay ngày lễ, còn số này tăng lên đáng kể. Đến đây, du khách được tham quan, chụp ảnh, uống trà Atiso miễn phí. Đặc biệt trên vườn luôn có những trái dâu chín mọng cho du khách thưởng thức và đội ngũ nhân viên sẵn sàng hướng dẫn các quy trình trồng dâu sạch. Cách làm khác lạ này của Linh đã đem lại hiệu quả khá cao. Khi mỗi ngày, vườn dâu tay của anh cho thu hoạch trên dưới 10 kg trái với giá bán 250.000 đồng một ký, giúp anh bỏ túi hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh vườn dâu công nghệ cao, Đà Lạt Nature còn có vườn rau sạch thủy canh, vườn dưa pepino, cacao, cà chua các loại và không gian ẩm thực mang hương vị đặc trưng từ những nông sản sạch sẵn có của Đà Lạt. Cái mô hình của mình rất là hay và nổi bật bởi vì là em được tham quan vườn rau rất là sạch. Em cảm nhận như vậy thôi, tại vì rất là sạch. Khi mà em ăn rau ở đây nữa thì em cảm thấy là quá hay, tại vì sao là mình nhìn trực tiếp, mình được nhìn tận mắt những cái cây nó phát triển lên và mình được trực tiếp thưởng thức nó thì rất là hay. Cách đây 4 năm thì cái mô hình du lịch canh nông nó chưa có thịnh hành và rộ lên như bây giờ. Bắt đầu mình làm, mình thấy là cái hướng đi mình cảm giác là rất là tốt và nó là mở ra những cái hướng rất là mới cho du lịch của Đà Lạt. Khi mà khách du lịch họ lên Đà Lạt, họ ghé mình tham quan là năm nay là như vậy, năm sau là có những gì mới hơn, một mới hơn và các dịch vụ đi kèm theo là các cái sản phẩm mình trồng trọt canh nông tại cái vườn mình cho khách hàng người ta cảm thấy là mới lạ, hài lòng, vui khi mỗi lần lên Đà Lạt tham quan. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp công nghệ cao, lại có thương hiệu thành phố du lịch Đà Lạt nổi tiếng. Hai ngành du lịch và nông nghiệp đã cùng nhau tạo nên đặc sản du lịch hấp hồn du khách khi tìm đến thành phố ngàn hoa. Như tại công ty cổ phần chè Cầu Đất ở thôn Trường Thọ, xã Trầm Hành, thành phố Đà Lạt, vốn là một công ty sản xuất nông nghiệp, chẳng liên quan gì đến du lịch. Thế nhưng, từ đầu năm 2018, công ty đã mở thêm hướng kinh doanh mới, du lịch canh nông, với cái tên Cầu Đức Farm. Những cánh đồng hoa các loại cùng với các khu nhà kính trồng rau, dưa công nghệ cao đã thực sự tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của du khách gần xa. Lần đầu tiên tôi đến đây và thấy là cảm nhận về Cầu Đất này tôi rất là thích. Cái khung cảnh thiên nhiên và các cái vườn rau, thủy canh, rồi vườn hoa. Và thích nhất là được thu hoạch, được làm nông dân để thu hoạch các cái cây rau xà lách này. Và ăn trực tiếp tại vườn mà cảm thấy rất là phấn khởi. Thì trong thời gian sắp tới thì chắc chắn là chúng tôi sẽ đầu tư thêm về công nghệ, về quy trình. Cũng như là chúng tôi sẽ nỗ lực xây dựng những câu chuyện, làm sao phải đem câu chuyện từ những câu chuyện sản xuất mà tôi nghĩ là đặc thù của ngành trở thành những câu chuyện rất là đơn giản, dễ gần, dễ hiểu với các du khách và đặc biệt là với các em nhỏ, để đảm bảo là mỗi du khách hay là mỗi gia đình khi mà họ tham gia các tour trải nghiệm du lịch canh nông của Cầu Đất Farm hay tại Đà Lạt thì họ mang về nhà, mang về được địa phương, mang về thành phố, họ không chỉ là những kiến thức mà là cả câu chuyện hay hình ảnh của du lịch Đà Lạt. Thời gian qua, nhiều đoàn khách đã tìm đến các nhà vườn trang trại tại Đà Lạt, Lâm Đồng để cùng ở, cùng làm nghề và trải nghiệm cuộc sống của người nông dân thời công nghiệp 4.0. Trên miền đất được thiên nhiên ưu đãi cùng một nền nông nghiệp công nghệ cao đang ngày càng phát triển, nhiều nhà nông nơi đây đã hướng đến loại hình du lịch canh nông. Ngoài việc tiêu thụ sản phẩm tại chỗ, du lịch canh nông còn giúp thương hiệu nông sản của người nông dân Đà Lạt, Lâm Đồng lan xa. Cái vùng mà hình thành mà du lịch canh nông thường đầu tiên có một hộ, rồi sau đó họ họp hỏi lẫn nhau thì họ mở thành vùng, giống như là ở hợp tác xã Xuân Hương đó,
thì bây giờ cũng có nhiều hộ tham gia cái mô hình mà du lịch canh nông. Thì ngay cả cái điểm chỗ Thánh Mẫu Thường Tám đây này, hiện nay du lịch canh nông rất nhiều. Cho nên là cái vấn đề đó là mở một mô hình rồi người ta tham quan học tập, học hỏi lẫn nhau để mở rộng. Thì trong quá trình mà chúng ta mở rộng du lịch canh nông thì nó rất hữu ích cho vấn đề du lịch, cho công tác nông nghiệp thành phố Đà Lạt. Cùng với thương hiệu du lịch Đà Lạt, những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã phát triển tốt nông nghiệp công nghệ cao, đa dạng cây trồng, vật nuôi, tạo nền tảng để phát triển du lịch canh nông. Hòa với xu thế phát triển chung, thành phố ngàn hoa mộng mơ, đắm say, quyến rũ, vẫn luôn chuyển mình đi lên. Và trong tương lai, vẫn luôn có thêm những sản phẩm du lịch thiết thực và độc đáo, hấp dẫn du khách. Quý vị và các bạn thân mến, thiên nhiên ưu đãi cho Đà Lạt với khí hậu mát mẻ quanh năm, nên đây là điều kiện thuận lợi cho những loại cây trồng thuộc họ dâu phát triển. Trong đó có thể kể đến như dâu tây, mầm xôi đỏ, phúc bồn tử đen. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ghé thăm một nông trại trồng một trong những loại cây đặc biệt này nhé. Đây là hai sào trồng cây phúc bồn tử đen của hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hội tại thôn Phát Di, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt. Trước đây, trên diện tích này, gia đình ông trồng cà phê và các loại rau hoa. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế không cao. Nhờ tìm tòi học hỏi, lại được bạn bè giới thiệu về giá trị dinh dưỡng và kinh tế của cây phúc bồn tử đen, gia đình ông Hội đã quyết định trồng thử nghiệm loại cây này. Cho đến nay, bình quân mỗi ngày, cây phúc bồn tử đen cho thu bói khoảng 3 kg. Và vào chính vụ, vườn phúc bồn tử đen của gia đình ông Hội có thể cho thu 10 kg một ngày. Qua tìm hiểu trên sách vở với lại qua một số bạn bè ở Israel đưa về thì xem hình ảnh với lại ấy thì cây phúc bồn tử này nó có giá trị dinh dưỡng cao. Nó là cây thực phẩm chức năng nên mà mình trồng cái này thì hoàn toàn nó bằng vi sinh hết, hữu cơ, nó thuộc diện như là organic. Mà trồng cái này thì nó có cái hay của nó là cái dinh dưỡng cho con người, trước hết là cho con người trước, bản thân gia đình nhà mình trước, bản thân mình trước rồi đến cộng đồng xã hội cho mọi người sau. Phúc bồn tử là loại quả có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu khoa học đã có nhiều ghi chép về tác dụng của cây phúc bồn tử. Trong y học cổ truyền, quả phúc bồn tử đã được sử dụng làm thuốc từ lâu. Phúc bồn tử còn là loại trái cây có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong các loại trái cây, với hàm lượng cao gấp 10 lần quả cà chua. Dù có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng hiện nay cây phúc bồn tử đen vẫn là loại cây trồng còn khá mới mẻ tại Đà Lạt. Khi khách hàng mà ăn thử và nếm thử và lấy cái hàng phúc bồn tử đen này, cái trái này thì ăn thì khách hàng có phản ánh rất là hay, là ăn vào được, ăn vào thì dễ ngủ, mất ngủ mà ngủ được. Cái thứ hai là người con người nó khỏe. Cái thứ ba nữa là ăn vào nó có vị chua mà ngọt lại thanh nữa nên nó rất thơm. Với công dụng như chống oxy hóa, làm trẻ hóa tế bào, giúp đen tóc, đẹp da, cải thiện hệ thống tim mạch, ngăn ngừa bệnh gút, điều chỉnh kinh nguyệt, tăng khả năng sinh lý ở nam và nữ, giúp cơ thể tăng khả năng miễn dịch, chống viêm nhiễm, cải thiện và duy trì chức năng não, làm chậm quá trình lão hóa, giúp cơ thể ngăn chặn và làm chậm quá trình phát triển của một số bệnh ung thư. Phúc bồn tử có thể ăn quả tươi, ăn kèm sữa chua, xay sinh tố, làm mứt, làm bánh, ngâm rượu hoặc dùng làm nước cốt. Với điều kiện bảo quản tủ lạnh thì có thể để được từ 5 đến 7 ngày. Còn nếu bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh hoặc tủ đông thì có thể để được 1 tháng. Mình hy vọng đó là người nông dân sẽ bán được trái phúc bồn tử này và khách hàng biết nhiều về các sản phẩm liên quan tới phúc bồn tử đen, tại vì nó rất là tốt cho sức khỏe. Tuy nhỏ nhưng lại mang giá trị dinh dưỡng cao là điểm nổi bật nói chung của trái phúc bồn tử. Được trồng theo phương pháp canh tác an toàn, không dùng chất bảo quản, không hóa chất, không thuốc trừ sâu, nên du khách có thể yên tâm sử dụng phúc bồn tử đen như một món quà dành tặng cho người thân yêu của mình, một món quà bổ dưỡng của phố núi cao nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, hương vị thơm ngon của trái phúc bồn tử đen vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến tiếp tục cập nhật những địa điểm hấp dẫn về du lịch Đà Lạt. Xin kính chào, tạm biệt.